Xin mời bà con cô bác cùng các bạn xem qua cái phong cảnh ở phía trước nơi đây đó, một buổi chiều hè trông cũng rất là đẹp mắt. Ở nơi đây là khu Skidmore thuộc miền Bắc California, thành phố San Jose. Ở nơi đây có một cái nhà hàng buffet tôm mì đó, cũng có tiếng ở nơi đây. Và hôm nay được nghỉ lễ, gia đình mình đi ăn tối ở nơi đây đó. Và tiện dịp muốn quay lại cái clip để mời bà con cô bác mình cùng xem để biết ở cái khu này nha. Lời đầu cho mình gửi lời cầu chúc đến cả nhà luôn có nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống nha. Và ở phía trước mặt chúng ta là nhà hàng tôm mì đó. Nhà hàng này các món ăn chủ yếu là hải sản và sushi, sashimi này kia đó. Và gia đình mình hôm nay đi thì gồm có ông nội, bà nội và mấy cháu đi ăn tối thôi. Nói chung là ngày nghỉ lễ đó, ở đây thì người ta đi chơi ở nơi đây nơi đó. Có mấy đứa em thì hiện nay đang đi du lịch sang miền Nam. Còn gia đình mình thì hôm nay đi ăn tối ở nơi đây. Và đây là bà nội và cháu gái Út đó. Hôm nay được đi ra ngoài chơi, mấy cháu rất là vui. Rồi một buổi chiều thì không khí rất là mát mẻ ở nơi đây, không có nóng mà cũng không có lạnh nữa. Khí hậu thật sự rất là tuyệt vời. Và bây giờ thì hầu như là mọi người đã đến đủ rồi, mấy cháu đã đi vào bên trong trước rồi. Và hiện giờ thì bên trong cũng rất là đông, do ngày lễ đó và cũng ngày cuối tuần, do vậy mà người ta đi ăn cũng rất là nhiều. Nếu các bạn xem qua mình quay sơ lược để mời bà con bác mình cùng xem, cái nhà hàng cũng tương đối rộng lớn nhưng mà hiện giờ thì khách cũng ngồi đầy hết trơn nè. Ở nơi đây thì có rất nhiều món ăn nhưng mình chỉ quay sơ lược qua một vài món điển hình để mời bà con bác mình cùng xem vui nha. Và bây giờ thì mình sẽ đi lấy thức ăn và mời bà con bác cùng xem qua để biết ở nơi đây